là nghệ sĩ, là người nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ và khán giả yêu thích. Nhưng họ có một điểm chung là độc thân. Họ có thể không quen biết, họ có thể là bạn bè. Sẽ ra sao nếu có 24 giờ thử yêu? Rất là hài lòng. Vị trí mình với anh ấy thì hợp lý hơn. Đang yêu nhau thật đấy. Hãy đón xem những câu chuyện hẹn hò ngôn tình hài hước của các cặp đôi nghệ sĩ trong chương trình Người Kết Nối phiên bản 24 giờ thử yêu. Xin chào quý vị khán giả của chương trình 24 giờ thử yêu. Mình tên là Hiếu Nguyễn và năm nay thì mình đã hơn 30 tuổi rồi. Và hiện tại bây giờ Hiếu đang là một diễn viên. Lý do của Hiếu tham gia chương trình ngày hôm nay đó là Hiếu muốn tìm hiểu xem là bản thân mình có gì thú vị hay là có gì không thú vị mà đến bây giờ mình vẫn còn ế. Hiếu nghĩ là một phần ấy khiến cho mình bị ế đó là cuộc đời đang làm khó mình quá. Chứ không phải là Hiếu khó tính nha. Hiếu ấy thì Hiếu thích một cái cô gái mà nhìn mặt trong sáng, nhìn dễ thương và thông minh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trang My và hiện tại Trang My đang là ca sĩ. Trang My sinh năm 96. Lý do mà Trang My tham gia chương trình 24 giờ thử yêu là tại vì Trang My cũng muốn thử một lần trải nghiệm hẹn hò với một người bạn khác giới là như thế nào, nên là Trang My mới quyết định là tham gia chương trình này. Nếu như mà được thì dĩ nhiên là ai cũng sẽ muốn người bạn trai của mình vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, rồi biết quan tâm chăm sóc. Nhưng mà với Trang My, nếu như mà được thì chỉ cần biết quan tâm chăm sóc nè, biết chia sẻ và hiểu được cái công việc của Trang My, đó là cái điều quan trọng nhất với Trang My. Hiện tại thì bây giờ Trang My đang trên đường để mà đi đến gặp bạn nam, và Trang My đã nhận được một thử thách của chương trình 24 giờ thử yêu. Trang My cũng hỏi họ, chắc là mở ra liền bây giờ để xem trong đây có gì nha. Chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu. Cột mốc 1, lần đầu gặp gỡ tại quán cà phê The Open Space, 232/13 Võ Thị Sáu, quận 3. Hai bạn hãy gặp gỡ, làm quen, trò chuyện về những điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu, sở thích, tình trường. Chương trình sẽ cung cấp số điện thoại của bạn nam. Hai bạn chủ động nhắn tin để tìm được nhau. Trời, đúng kiểu như là một cuộc hẹn hò thật sự luôn á mọi người. Trời, giờ em biết làm sao đây. Em cũng đang rất là hồi hộp, không biết là gặp bạn đó như thế nào nữa. Xin chào bạn mà mình chưa biết tên thế thôi, không hỏi gì hết trơn á, không có tò mò là ai nhắn hết trơn á. Trời, sức kỳ vậy. Cảm giác mà ngồi chờ một cái cô gái ấy, làm chủ yếu cảm thấy cũng có chút hồi hộp. Bởi vì lâu lắm rồi với chờ một cô gái lâu như này. Và cái thứ hai nữa là gì? Mình đang có một cảm giác là hơi tò mò một chút. Bởi vì mình không biết cô ấy là ai. Cô ấy vừa nhắn tin cho mình xong và nói chuyện với nhau cũng có một vài câu hài ước nhẹ nhàng. Trời ơi, đúng là mình không nhắn thế là người ta đã nhắn lại cho mình. Em đã di chuyển chưa em? Hay vẫn đang ở đâu đó? Trả lời lại thôi. Anh mặc áo trắng nhé. Trời ơi, cẩn thận không để lộ người đón nha em. Rồi, em mặc áo hồng.
qua cái cuộc nhắn tin ấy thì Hiếu có biết là cô thích cô đang mặc đồ màu hồng. Hiếu nghĩ là cô là một người nhẹ nhàng bởi vì màu sắc có thể nói lên một phần tính cách của cô ấy. Trời ơi, em gần tới thì điện thoại anh rồi anh ra đón em nhé. Alo, dạ anh ơi, em đến rồi. Ok, anh đã ra đón em ha. Rất vui được gặp em. Đây, mời em vào. Mình ngồi bên kia. Xin chào. Dạ, chào anh. Chắc mình gọi nước trước ha? Dạ. Ủa, anh tới rồi chưa? Anh mới tới à? Em tên là gì? Dạ, em là Trang My. Còn anh? Trang My. Dạ, Trang My. Trang My. Dạ. Ok, anh là Hiếu Nguyễn. Dạ. Ủa, anh xin được bao nhiêu vậy anh? Lát mình sẽ tìm hiểu. Tại vì nói ra anh cảm thấy xấu hổ lắm. Ồ, tại sao vậy anh? Bởi vì anh bây giờ mới có 18 tuổi. Ồ, đơn tuổi 2000. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn có vẻ hơi lớn đúng không? Còn em nhìn giống như kiểu là gọi làm sao nhỉ? Yeah. Con mặt rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn ạ. Trong sáng. Anh đoán thử là em. Đoán á? Khó đoán quá. Nếu để anh đoán em trẻ lắm á. Chắc khoảng tuổi anh hơn 18 đúng không? Thì cũng khoảng vậy. Có thể là hơn anh 2 tuổi, là em khoảng 20. Trời ơi. À. Em uống nước đi. Em bây giờ đang đi làm. Dạ đúng rồi, hiện tại thì em đang làm ca sĩ. Ừ. Em hoạt động nghệ thuật lâu chưa? Cũng mới thôi ạ, mới có 2 năm nay thôi. Ừ. Đây là ca sĩ trẻ. Có hồi năm rồi thì cũng có lớn sân diễn viên một chút xíu. Ừ. Anh thì là diễn viên. Ừ. Mà tại sao em lại lớn sân mà có tí xíu nhỉ? Em không lớn sân nó sâu hơn một chút nhỉ? Chắc là tại vì có tí xíu nên là em chưa biết anh. Chắc chắn rồi. Dạ. Nghĩ là em lên hình thì em sẽ rất là sáng luôn á. Tại mặt của em ấy nó trong trẻo lắm kìa. Cảm ơn anh. Còn về phong cách ăn mặc chắc là em thích nhẹ nhàng đúng không? Yêu màu hồng, thích màu tím. Em cảm thấy thu hút nhất từ một người bạn khác giới đó chính là cái chiều cao và cái ngoại hình sáng, tươi sáng, ưa nhìn. Với Trang My là cái ánh mắt đầu tiên rất là quan trọng. Với tưởng tượng của em, với cả khi gặp anh em cảm thấy nó có khác nhau nhiều lắm không? Cũng không có khác lắm. Anh muốn làm cho em một việc. Mà phải xin phép em trước mới dám làm. Anh có một cái tóc ở dưới đây này, anh có thể vén nó ra cho em. Em tự cũng được không sao. Ok. Đây là... Em tự làm mà. Em đợi em không thấy. Có một cái làm em bớt đẹp đi đấy. Đâu? Thôi để làm cho. Em gặp anh em có cảm thấy cái gì thắc mắc không? Hay là tò mò anh có thể trả lời? Chắc là em nghĩ còn nhiều thời gian để mà tìm hiểu nên là sẽ đi chơi, nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Ok. Em cũng không có giỏi về cách nói chuyện. Trong đây không ai giỏi cả. Em thấy anh đã dành nó hay mà cũng phải bét. Tại vì anh là con trai. Dạ. Anh phải chủ động. Chứ nếu mà anh không chủ động là chắc chắn anh ế tiếp. Nào bây giờ uống nước cho có sức nhá. Dạ. Để đi chơi tiếp. À, lúc nãy em có nhận một quyển sổ này. Ừ. Là 24 giờ thử yên. Sẽ... Từ từ. Trước khi mà em mở ra là anh phải tìm hiểu rõ cái từ này nhá. Em đọc lại cho anh cái từ này. 24 giờ thử yêu.
Đấy nha quý vị nhá, đây là thử yêu nhá. Là cô này phải thử yêu tôi thật đấy. Cột mốc thứ hai, chính thức hẹn hò. Nhiệm vụ 1, hai bạn hãy cùng nhau di chuyển đến khu vui chơi giải trí Snow Town, 125 Đồng Văn Cống, quận 2 để trải nghiệm trò chơi trượt tuyết. Em thích trượt tuyết. Nhưng mà thấy có vẻ có chút lo lắng đấy nhá. Tại vì em không biết chơi. Thì chúng ta giống nhau mà. Ồ, anh cũng không biết chơi hả? Không biết luôn. Nào, đi. Em ngồi đây đi. Ông em vô như vậy đúng không anh? Đúng rồi. Từ lúc gặp anh Hiếu cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Trang My cảm thấy là cái cảm giác ban đầu thôi, là nhìn anh Hiếu có vẻ là một người rất là biết cách chăm sóc nè, rồi cũng có quan tâm và cũng rất là ga lăng nữa. Và có vẻ như là anh là một người nói chuyện rất là dễ gần và vui tính. Lát vào đây lạnh nghe, em có thể em ngủ tay xong em xoa lên mặt của anh, xoa lên mặt của anh. Được chưa? Oh. Anh lạnh quá. Mình đi chỗ nào chứ? Trời ơi, em mới nhận được cái thử thách đó là hai người cùng đi chơi trượt tuyết. Tại vì bản thân Trang My nào giờ Trang My chưa có đi, nhưng mà thấy thì rất là thích, nhưng mà mình cũng chưa có biết là mình nên đi như thế nào mong. Và hôm nay thì Trang My nghĩ là khi mà Trang My với anh Hiếu đi cùng với nhau sẽ có những cái thú vị hơn. Mình đi thử xuống đây nè. Đi xuống đây không? Ủa cái đó là cái gì vậy anh? Cái máng này. Cái máng để làm gì? Hay để cho em trượt bèo thế. Cái này là mình làm sao? Dự dạng đơn thả dây nha. Không thả dây. Sợ quá. Em ơi, anh ở trên đây nhá. Sao anh không xuống cùng em? Bây giờ cảm giác của em như nào đã? Lạnh lắm. Lạnh á? Nhanh lên, anh xuống đây không? Anh thử đây. Sao ra? Đây. Nào vô đây quá. Rồi không muốn thử làm lần nữa. Ok. Nhưng mà sao lúc nãy anh cho em đi xuống một mình, anh không đi xuống cùng em? Tại vì họ chưa hướng dẫn mình luôn ấy. Nó bị hư à? Ok. Giờ nhá, trượt đôi, nhưng tại vừa nãy là bán trượt một mình, anh không thể nào trượt cùng em được. Đi. Em ngồi trước hay là như nào? Em thấy ngồi trước cơ. Được. Anh làm sao? Đôi á thì sao? Cái chân này á mình chơi chân cao mình đây nha. Hả? Rồi. À, để mình để anh cầm nhé. Không có gian lao vào đó nha. Rồi. Giờ bây giờ anh chỉ lơ lơ chân lên. Nào em bám vào cổ tay của anh. Đúng rồi. Đấy. Cầm một cổ tay của anh này cho chắc chắn. Ok, cầm hai cổ tay. Nào. Anh đưa chân lên đi. Ok. Ôi sao nó không đi luôn. Mình đi đó. Ah!
Sao vừa nãy em không đạp gót chân xuống? Em không nhớ. Tại sao em lại quên? Em quên mất. Nào, để anh đứng lên trước. Ok. Đây em, trong phim bây giờ nó có mấy cảnh như này là đứng là phải. Yeah. Bây giờ em đi vòng là mua đây ba xoay này. Bây giờ thấy nóng rồi đây. Anh cởi áo cho em. Hả? Em giúp tôi. Qua đây ra lấy nước. Dạ. Hiện tại thì Trang Huy cảm thấy lúc đầu tiên khi mà bước vào thì cảm thấy rất là phấn khích, tại vì đây là lần đầu tiên Trang Huy được trực tiếp ở một cái không gian như vậy. Rồi nói chung là Trang Huy cũng thấy được cái sự quan tâm cũng như là chăm sóc rất là nhiệt tình của anh Hiếu. Dần dần Trang Huy cũng quen dần và cảm giác thân thiện, thân hơn với anh Hiếu hơn. Trong suốt cái buổi sáng ngày hôm nay thì hai người đi chơi với nhau thì thấy cô rất là cởi mở và làm cho Hiếu cảm thấy con người mình hôm nay được tươi mới bởi vì cái sự hồn nhiên của cô ấy. Dễ tin không? Mệt chưa? Dạ. Mệt chưa? Đỡ hơn hồi nãy rồi. Hồi nãy mệt. Lần đầu tiên đi chơi này cảm thấy như nào? Anh thích chơi này, thấy vui. Thích mà té hoài vậy á? Lần đầu tiên mà. Em thấy vui mà. Anh không cảm thấy vui. Tại sao? Thấy vui. Tại vì anh bị lạnh. Đưa cái này lên như vậy là ấm rồi, đúng không? Ấm chưa? Chưa. Bây giờ sẽ là nhiệm vụ thứ ba. Em bớt nghiêm túc đi được không? Bây giờ sẽ là nhiệm vụ thứ ba. Bây giờ nếu mà gặp anh mà em không hồn nhiên ấy, em cứ nghiêm túc ấy, là anh buồn. Bây giờ sẽ là nhiệm vụ thứ ba. Ok. Hai bạn sẽ tự học cách làm và trang trí bánh theo sở thích của mình. Ừ. Tại The Cafe Star The Kitchen. Kitchen. Rồi. Okay. Ê, làm bánh, em thích làm bánh lắm. Cái style của cô ấy nhìn nó hơi Hàn Quốc. Và cô ấy thích cái phong cách của Hàn Quốc thì mình nghĩ là cô ấy có thể là biết làm bánh. Ngon hay không thì chưa biết, phải ăn thử mới biết được. Nhưng mà chưa ngon thì cũng đáng ăn ha. Em biết làm bánh một lần. Ăn được không? Ăn được, nhưng mà em làm cho mẹ em ăn một lần xong cái mẹ em nói là thôi đừng làm nữa, đúng con. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào đi thôi đi. Chúng ta sẽ ăn thử bánh, làm một lần và không bao giờ có lần thứ hai nữa. Không, sẽ có lần thứ hai. Thế và anh Hiếu sẽ ăn tiếp. Được. Xin chào mừng đến với cả không gian bếp của... Của ai? Của em. Của em, rồi em sẽ làm cho anh ăn nha. Và thấy bày biện rất là đẹp rồi nhưng mà không biết lát thành phẩm có ra cái gì không? Ra chứ, ra một cái bánh chứ. Nhưng okay. Mà, mà không ai hướng dẫn mình hết ra. Em biết làm mà. Nào, bây giờ hãy quyến rũ anh đi. Anh quyến rũ em sáng giờ rồi, bây giờ đây là không gian để cho em quyến rũ anh.
Oh. Em có nhắm chừng em làm được cái này không? Anh nghĩ là được. Rồi bắt đầu. Dạ. Anh có thể giúp em được việc gì? Không, nhưng mà đầu tiên mình phải đeo cái này thì hơi dính lên người. Ok. Đầu bếp là còn đi theo một người thích ke như này nữa. Đầu bếp này mà làm không ngon nữa thì em sẽ cố gắng. Ok. Đây lại sẽ là những cái bước để mà mình làm này. Thôi đưa đánh trứng, phải đánh vào đây. Mày đánh trứng. Rồi. Ok. Cẩn thận nào. Đúng mà. Chuẩn rồi. 600 gram đường cân sẵn cho mình rồi. Bỏ hết vô. Rồi. Em chỉ đạo anh làm cho. Này, anh trứng và đường đánh bông lên. Khi nhấp về đánh lên thì hỗn hợp chảy xuống. Đây có máy đánh trứng nè. Đúng cái rồi. Cái này được nè. Em thích cái này nè. Nhưng mà em chưa bao giờ thử cái này. Giống như là chạy tàu thuyền ấy. Rồi em nhấc lên, đẩy nhấc lên rồi, tắt đi, em tắt đi nhá. Rồi, bỏ lên. Rồi đấy. Rồi. Dây bột mì, bột bắp vào trứng và trộn đều. Đúng rồi, cho vào. Theo chuyên gia là vậy nhé. Đúng rồi. Em thấy người ta làm như vậy đó. Hôm trước em làm như vậy đó. Ngon lắm. Tên em đi. Đây, mình sẽ lắc đều ra. Cho nó bụi bay ra ngoài. Xong rồi anh, nhiệm vụ của anh là gì? Là lau dọn cho em nhé. Em có làm ở đâu anh lau lên đấy? Nè, anh thấy chưa? Nếu như hồi nãy mình không cố tắt ra thì nó sẽ có cái hộp này. Xong rồi đổ vô đây nè. Rồi. Bắt đầu. Chưa có gì hết. Xong. Ôi, đơn giản vậy á. Anh nhìn thấy có chuyên nghiệp không anh? Dâu này, quá chuyên nghiệp em. Nhưng mà người ta bảo làm đẹp nhưng mà phải ăn được. Anh nghĩ là ăn được mà. Bây giờ nó thành đúng kem rồi này. Sao em giỏi thế nhở? Tại sao anh không phát hiện ra điều này từ ngày trước? Xong rồi. Xong rồi á. Nóng nha. Bây giờ đến tạo hình và trang trí bánh. Đây ạ. Sau một hồi Hiếu với cả Trang My làm thì thấy rất là hài lòng. Sao hài lòng anh? Chỉ có một mình Trang My là làm được ra cái bánh kiểu như này thôi. Cho nó bên ngoài phồng tròn lên, cao lên. Đỡ. Phồng lên luôn hả? Đúng rồi, cho nữa đi. Cho cao hẳn lên. Sau này em có tuyển phụ bếp về cho em không? Em cũng đang suy nghĩ. Nếu mà về tiêu chuẩn của phụ bếp thì không biết là anh có đủ tiêu chuẩn không? Đủ anh, nãy giờ em thấy anh làm ok đó. Ok đúng không? Ủa rồi cái này mình làm cái gì nữa? Đọc nè, cắt xong cái này rồi anh đọc tiếp ra. Rồi anh, thấy cái nhìn chuyên nghiệp quá. Quay, mình phải quay cái dĩa như vậy. Nhìn thật là chuyên nghiệp. Quay. Cái bánh giờ nó hình nó méo đi. Trong lúc làm bánh thì Trang My có một điều mà Trang My không có hài lòng về mình lắm, đó là mình trang trí chưa có được đẹp. Tại vì cái lúc mà hai cái bánh đưa lên thì đồng ý là cái bánh không đẹp đi, nhưng mà mình trang trí thì mình phải làm sao để mà cho kem nó đều và nó mướt như trong hình thì cũng thấy buồn lúc đó. Nhưng mà anh Hiếu cũng bên cạnh
an ủi, cũng nói những cái câu mà làm cho tinh thần của mình nó phấn chấn lên và mình suy nghĩ ra, à, mình hãy lấy trái cây này mình đắp lên cái này để cho cái bánh nó đẹp hơn. Với lần đầu như này là ok rồi nhé. Và bây giờ sẽ là bước cắt bánh. Sao nó lạ quá anh không? Anh ăn thử trước nha. Sao anh? Ngon thiệt không? Chưa bao giờ Hiếu được ăn một cái bánh á mà nó lại có cái sự khác biệt và lại ngon như này. Mỗi một bánh nó ngon một vị khác nhau. Nhưng bánh của Jamie là gì? Nó không có quá bông. Đúng thật là lúc đó Jamie cũng bất ngờ. Vì với Jamie ăn thì Jamie thấy nó cũng không có ngon lắm. Nhưng mà anh Hiếu thì lại thấy rất là ngon. Khi mà mình làm, tập trung vô làm một cái bánh mà có một người bên cạnh giúp đỡ mình làm rồi xong lại ăn nhiều cái bánh đó lại khen ngon nữa, thì đó là một niềm, thật sự là một niềm vui rất là lớn. Khi mà Hiếu khen cô ấy trong cái bánh ấy, cô làm ấy, thì thực sự nó cũng phải có vị ngon thì Hiếu mới ăn nhiều như vậy. Nhưng mà bù thêm một chút xíu nữa đó là gì? Cần phải có những cái lời động viên để cho họ có cái tinh thần để lần sau họ sẵn sàng vào bếp và họ làm thử một cái món bánh khác nữa chứ. Bây giờ mình sẽ sang nhiệm vụ tiếp theo này. Lần lượt từng người quay bingo trúng con số nào thì sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ tương ứng được ghi trên lá bài 24 giờ thử yêu. Cái này được gọi là cởi ra con máy gì ra. Rồi. Trời ơi, hồi hộp quá, không biết là chương trình thử thách cho mình cái gì đây. Số mấy? 4, 7. Số 7 hả? Đây. Số 7. Biết là cái gì đây. Thắng đàn. Trời ơi, làm sao em làm được cái này? Hãy cổng đối phương xoay tại chỗ 5 vòng. Sao em làm được? Bây giờ nếu á, em suy nghĩ đề sức của anh ấy. Anh chỉ có gần 80kg thôi. Chương trình ơi, mình có thể thay đổi câu này không? Nào, cho biết. Em có làm được không? Hay, bây giờ không có cổng nhưng mà nói nghe nè. Anh cứ chạy ngưng. Cái gì? Anh hôn em á không? Anh hôn em á không? Anh kỳ quá. Em kỳ cục thế nhở? Anh nói gì vậy? Em kêu là anh chàng cổ em qua. Em chịu không nổi với anh Hiếu rồi. Bây giờ nhìn nè, hàng cổ nè, xong cái lại quay vòng vòng 5 vòng. Trời ơi, không để cái thử thách này mình không qua được sao, đúng không anh? Nãy em nói gì nè, đó, gì nè, đó. Rồi xong, quay 5 vòng. Đó, 1 2 3. Ui, cái chóng mặt quá. Thêm một vòng nữa. 4. Uầy. Một vòng nữa thôi. 5, rồi ok. Trang My đã hoàn thành xuất sắc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trang My rất là ngại. Kiểu như là hai anh em cũng chưa phải là thân quá mức để mà có thể nắm tay hay là làm những cái hành động của những người yêu nhau như là cổng như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó mình có thể nảy sinh ra một điều để mà có thể vượt qua được cái thử thách đó là ảnh vòng tay mình, xong đó mình cứ quay 5 vòng, vừa có thể vượt qua được thử thách, vừa có thể hành anh Hiếu được một chút xíu. Thì đó là một điều mà Trang My cảm thấy rất là vui. Em chơi kỳ về cái này là đúng ra anh được cắm mà cuối cùng mới xoay vòng vòng cho chóng mặt. Thôi được rồi, bỏ qua cho em nha. Cô là một người có một chút e dè và cô ấy cũng khá là thông minh. Và thực sự cô là một người trong sáng, chính vì cô trong sáng nên làm cho mình cảm thấy nó thú vị hơn. Cô thể hiện đúng với những cái gì mà bên trong của cô ấy. Đấy là lý do tại sao mà Hiếu thích chọc cô ấy. Hãy nêu ra 3 tật xấu nhất của bản thân. Rồi anh nêu 3 tật xấu nhất của anh đi. Nhất này, cầu toàn. Cầu toàn, rồi. Rồi. Cái đó cũng không phải là xấu lắm đâu. Thứ hai,
thường đòi hỏi khá là cao với người người thân của mình. Thế đó cũng là đợt 6 à? Thì đúng rồi, đôi khi mình bắt người ta thay đổi theo theo chiều hướng tốt lên, nhưng người ta đâu có nghĩ là cái điều đó là cần thiết với họ. Cái thứ ba nó là gì? Hay khen người khác. Trời ơi, ba cái không có cái nào gọi là xấu luôn á. Em biết thừa thì nếu khen người khác quá nhiều là một điều không tốt. Nhưng mà người ta thích, người ta sẽ vui lên, tâm trạng người ta sẽ thoải mái. Thì đến khi anh không khen nữa, người ta bảo là anh nói xạo. Này em nhìn giống như kiểu là khuôn mặt rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ nếu mà gặp anh mà em không hồn nhiên ấy, em cứ nghiêm túc ấy, là anh buồn. Thế sao em giỏi thế nhở? Tại sao anh không phát hiện ra điều này từ ngày trước? Thôi anh yêu cái tật xấu kỳ quá, anh phải nói cái tật xấu của tính cách anh. Ví dụ như em nói tính cách của em xấu thế nào? Ví dụ như của em thì em bụng về nè. Gì nữa này? Làm. Khoan, cái này câu hỏi của anh à? Không, là ví dụ để anh hiểu được. Ôi ơi, không có ví dụ đâu. Ôi. Em quay đi. Hãy nêu ra 3 điểm mà bạn thích nhất ở đối phương. Rồi. Điều đầu tiên em thích ở đối phương đó chính là... Đối phương đâu? Ở đối phương đó chính là khen món ăn em nấu ngon. Đúng không? Nghiêm túc. Nghiêm túc. Điều thứ hai, hay chọc ghẹo em làm cho em vui. Còn điều thứ ba là... Ok. Là biết phụ giúp người khác khi mà nấu ăn, biết rau chùi dọn dẹp. Đó là ba điểm mà em rất là thích ở đối phương. Hiếu Nguyễn ngày hôm nay em chân thành cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Anh cũng chân thành cảm ơn em. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới anh nè. Rồi. Ui, số 11 luôn rồi nè. Hay thể hiện một điệu nhảy cute. Anh nói đi. Khiến đối phương bật cười. Khi nào em bật cười mới được nha. Ê, cái này vào làm mình khó nhở. Nhảy cute đó. Thì theo em gợi ý cho anh xem như nào. Thật, anh cần gợi ý. Anh cần dụ em. Anh dụ em rất là nhiều rồi, em đã rút kinh nghiệm rồi. Từ sáng tới giờ rồi, em đã biết rồi. Nhảy đi anh. Nhảy cái điệu gì kêu nhất có thể. Ok. Anh nhảy theo kiểu dễ thương mà. Oppa khả năng sai đó. Đâu mà oppa khả năng sai. Đâu, là như nào? Người ta sẽ nhảy như vậy. Như này á? Thế tại sao bật cười? Em dễ cười thế. Không phải, tại vì nó xấu quá. Rồi. Em nghĩ là anh Hiếu đã hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ của ngày hôm nay. Thật sự là đến thời điểm hiện tại luôn thì Trang My thấy là Trang My với lại anh Hiếu đã thân hơn rất rất là nhiều. Anh Hiếu rất là hài lòng để mà Trang My có thể thể hiện cái cá tính của mình một cách tự nhiên và thoải mái nhất có thể. Hiếu thấy cô là một người rất là dễ thương và có thể tìm hiểu nhiều hơn một chút. Tình bạn ấy thì chắc chắn rồi, nhưng mà bây giờ chắc là hơn tình bạn một chút, bởi vì có thêm sự quan tâm.